chào mọi người. Hôm nay mình sẽ gói bánh tét để ăn Tết ở Mỹ các bạn. Ở Mỹ thì thật ra thì đi chợ ở Việt Nam á, đi chợ Việt Nam thì cũng có người ta gói sẵn bán, thiếu gì, nhưng mà mình thích cái không khí mà mình được tận tay gói những cái bánh tét như thế này nè các bạn. Theo mình á, thì mình thấy nó rất là ấm áp và nó có ý nghĩa vào ngày Tết. Chứ mình ra chợ mình mua nhiều khi về ăn không có ngon mà mình cũng không có vui nữa. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách mà nhà mình đón Tết nha các bạn. Đó là tự tay gói những cái bánh tét. Tuy nó không có được đẹp nhưng mà ăn nó rất là ấm áp.